Đây là một kịch bản được viết từ Giáng sinh cho dịp Giáng sinh nhưng mà bây giờ mới đăng vì tôi mải chơi Giáng sinh. Một mùa Giáng sinh lại đến với nhà McAllister. Sự hỗn loạn đã trở thành nếp văn hóa của cả gia đình. Năm nay cũng thế. Ngoại trừ Kevin đang ngồi xem Hãy Chọn Giá Đúng thì tất cả mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho kỳ nghỉ tại Florida. Mặc kệ cả nhà, Kevin vẫn ngồi một góc với cái máy ghi âm. Chỉ đến khi mẹ Dục đứng dậy dọn đồ. Tối hôm đó, cả nhà tham dự buổi lễ đón Giáng sinh ở nhà thờ. Kevin và Buzz đều góp mặt trong dàn đồng ca. Để cho hai đứa này đứng cạnh nhau quả là một sai lầm. Thằng anh họ óc chó tất nhiên là không để yên cho Kevin. Đến đoạn cậu nhóc độc tấu, Buzz cầm đèn cầy biến Kevin thành trò cười cho bản dân thiên hạ. Kevin phát hiện ra, tức giận đẩy ngã Buzz. Cả dàn đồng ca như domino ngã theo Buzz. Ai nấy đều nhìn Kevin bằng ánh mắt hình viên đạn. Quá chán nản với mấy thằng con trời đánh. Hội đồng xét xử nhà McAllister quyết định kỷ luật Buzz và Kevin. Buzz, nguồn cơn của mọi rắc rối, thì thảo mai và được cả nhà thương. Còn Kevin, nạn nhân bất đắc dĩ trở thành tòng phạm thì kiên quyết cho rằng lỗi không phải là của mình. Và thế là cậu bị phạt vì đó là cách mà người Mỹ dạy con. Ký ức Giáng sinh năm ngoái lặp lại, Kevin lại phải ngủ một mình trên gác mái. Liệu cậu có phải đón Giáng sinh một mình lần nữa không? Thật may là điều này đã không xảy ra. Mặc dù cả đại gia đình quên đặt báo thức và ngủ đến tận trưa, nhưng vẫn kịp chuẩn bị để ra sân bay. Không ai bỏ quên Kevin, mà là Kevin bỏ quên mọi người. Trong lúc cả nhà đang mải chạy để kịp tới quầy soát vé, cậu nhóc tranh thủ dừng lại để lắp pin cho máy ghi âm, và thế là lạc mất bố. Khi cả nhà đã yên vị trên chuyến bay tới Florida, thì Kevin mới lật đật chạy theo một ông chú nhìn có vẻ giống bố mình. Một mình lên một chuyến bay khác, cô tiếp viên chả để ý gì, vì nghiệp vụ soát vé của cô như cớt. Ông đến Florida bao giờ chưa? Esta es la primera vez que voy a Florida. Espresso la pizza. Thế là Kevin đeo tai nghe trong suốt chuyến bay và nghiễm nhiên không nghe thấy lời của tiếp viên đang thông báo đây là chuyến bay tới New York. Ông bà McAllister thì bỗng thấy hoài cổ, lại là cảm giác quên quên cái gì đấy mà không nhớ ra. Cho đến lúc hạ cánh, kiểm hành lý và không thấy thằng con đâu, thì Kate và Peter mới tá hỏa đi tìm, tới an ninh để trình báo. Nhưng họ vốn là một cặp bố mẹ tồi vãi nhái nên mặc kệ việc là con. Ngồi cười phớ lớ với nhau khiến ông cảnh sát viên kiểu: "Má, thực sự có loại bố mẹ như này á? Má, trong mày mà không phải người da trắng thì á." Cách đó hơn 1.300 km là New York, Kevin cũng vừa mới hạ cánh. Đó cũng là lúc cậu nhận ra mình đã lạc mất gia đình. Điều thú vị hơn là Kevin còn mang theo ví tiền của bố. Toàn bộ tiền mặt và thẻ tín dụng bố đưa cho cậu cầm hết. Thành phố New York vô cùng lộng lẫy khiến cô cậu thích lắm. Quên luôn việc bản thân mình đang bị lạc ở đây. Nhưng không chỉ có Kevin thích thú với New York. Thật tình cờ, những tên trộm từ phần 1 cũng có mặt ở đây. Hai tên này đã tẩu thoát khỏi nhà tù, mò đến tận New York để kiếm ăn. Cả hai đụng mặt Kevin nhưng hai bên đều không nhận ra nhau. Kevin tới khách sạn nổi tiếng nhất thành phố New York, The Plaza, nơi cậu vinh dự được một ông già ngẫu nhiên có mái tóc xấu xí chỉ đường đến tận quầy lễ tân. Nhưng một thằng cu 9 tuổi thì ai mà cho đặt phòng. Đã đến lúc dùng đến cái đầu. Kevin lôi chiếc máy ghi âm ra, tìm lại bản ghi quảng cáo khách sạn trên truyền hình, lấy số điện thoại gọi tới quầy lễ tân, dùng máy ghi âm giả giọng ông Bo đặt ngay một phòng tổng thống. Ở đầu cầu bên kia, ông bà Kate và Peter có nằm mơ cũng không nghĩ rằng con mình có thể lạc đến tận New York. Ngồi cả tiếng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì từ phía sân bay. Mãi cho đến khi ông Peter nhớ ra là mình đã cho Kevin cầm ví, phía cảnh sát mới có hướng giải quyết. Rằng nếu Kevin có sử dụng thẻ tín dụng thì sẽ tra ra được vị trí của cậu bé. Nên ông bà cứ yên tâm về khách sạn nghỉ ngơi. Cháu nó ở nhà ngoan lắm, làm gì mà biết dùng thẻ tín dụng. Vừa nói khỏi mồm thì cách đó hơn 1.300 cây số, Kevin vừa làm xong thủ tục thanh toán bằng thẻ của bố tại khách sạn The Plaza và bắt đầu cuộc sống thượng lưu. Mọi thứ đều được phục vụ tận răng, thiên đường cũng chỉ có thế này thôi chứ. Nhưng Kevin sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện ra bởi ông quản lý khách sạn danh ma, người đã rình mò cậu từ lúc check in. Một thằng nhóc 9 tuổi thì lấy đâu ra tiền mà thuê khách sạn 5 sao? Ông quản lý lén vào phòng của Kevin để tìm ra câu trả lời. Cái cắp gặp bà già, cậu nhóc nhanh trí chạy vào phòng tắm, dùng bóng bay hình người bà ngoại tặng giả làm Kevin bố, mở chiếc máy ghi âm giọng của ông đã ghi từ trước đó. Nghe thì có vẻ ngu nhưng trò trẻ con này lại đánh lừa được ông quản lý, biến ông ta thành một tên biến thái chuyên rình rập người khác tắm. Khách sạn thì cũng vui đấy, có mẹ ở đây nữa thì tốt. Để mà đến được đoạn Kevin nhận ra không đâu bằng nhà mình thì còn dài lắm. Nhưng có vẻ cậu đã bắt đầu nhớ mẹ, người ở Florida xa xôi và đang rất lo lắng cho cậu. Nhưng nỗi nhớ mẹ cũng sẽ sớm qua bởi chiếc ví giày của bố. Sáng hôm sau, cậu nhận được lời xin lỗi của ông quản lý khách sạn, người lỡ nhìn trộm quý ngài McAllister giả lập tối hôm qua. Kevin tỏ ra vô cùng đắc ý trước thái độ khúm núm này của ông quản lý. Nhưng để ý làm gì khi chờ cậu ngoài kia đang là một chiếc limousine dài 10 mét cùng một chiếc pizza size XL nóng hổi. Ông quản lý bị một thằng cu 9 tuổi qua mặt thì cay lắm, quyết tâm mò bằng được ra sơ hở để tống cổ thằng danh con này ra khỏi khách sạn. Thời tới, thẻ tín dụng của bố cậu đã bị báo mất cắp. Giờ thì ông quản lý chỉ cần ngồi đợi Kevin tận hưởng nốt chuyến đi chơi là xong, không còn quý ông McAllister nào cả. Phía Kevin thì không hề hay biết gì về mối nguy hiểm đang tới gần, vẫn cứ vô tư tận hưởng kỳ nghỉ. Chẳng cần ai tặng quà, Kevin tự mình tới một cửa hàng đồ chơi, tự tặng bản thân một món quà Noel ra trò. Không những thế còn khéo mồm xin thêm được một cặp cu gái kèm theo lời chúc Giáng sinh. Và thật tinh cơ, nơi này cũng chính là mục tiêu của hai tên trộm Moore và Harry tối nay. Cả hai đang ngấm ngầm lên kế hoạch cho vụ trộm vào đêm Giáng sinh. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Ngay khi bước chân ra khỏi cửa hàng, Kevin một lần nữa đụng mặt với hai thằng trộm ở phần 1. Đây chính là cơ hội để Moore và Harry trả mối thù ở phần trước. Nhưng nên nhớ, to mồm là siêu năng lực của bọn trẻ con. Kevin chỉ việc kêu toáng lên là thu hút được sự chú ý của mọi người.
dễ dàng chạy thoát khỏi tầm ngắm của hai tên trộm. Nhưng khi trở về khách sạn thì lại bị ông quản lý bắt được. Kevin bị phát hiện dùng thẻ tín dụng ăn cắp. Giờ chơi đã hết, đến lúc phải đi thôi. Nhưng trước khi đi, cậu không quên tặng lại khách sạn một trò đùa vừa mới nghĩ ra. Bật tivi lên và tiếp tục giả vờ làm ông McAllister, một người Hải Phòng nóng tính sẵn sàng bắn bỏ mẹ đứa nào làm ông phật ý, bao gồm cả những nhân viên khách sạn. Khi tất cả xông vào để tìm Kevin thì bị cản lại bởi giọng nói phát ra từ chiếc tivi. Hốt cả hền, quản lý khách sạn bắt đầu tỏ ra lịch sự, tất cả khúm núm trước quả giọng đanh thép của ông McAllister. Đoàng đoàng đoàng, tất cả chạy bán sông bán chết. Thế là Kevin đã câu được giờ để chạy trốn. Bốn người lớn to đầu mà bị một thằng cu 9 tuổi nó lừa. Kevin thành công thoát đám nhân viên, nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa khi mà Marv và Harry đã chờ sẵn ở ngoài và tóm lấy cậu. Vì đằng nào cũng định thủ tiêu Kevin, nên Harry đắc chí phun ra toàn bộ kế hoạch trộm cửa hàng đồ chơi tối nay cho thằng nhóc. Harry và Marv tưởng là đã nắm chắc phần thắng vì lần này đã không còn ai cản trở, nhưng thằng cu lại một lần nữa thoát được, bỏ lại Marv và Harry bơ vơ ở công viên trông như những thằng đần ở nhà thờ Đức Bà. Màn đêm buông xuống, lại một đêm Noel cô đơn với cậu bé Kevin. Mặc dù mới 9 tuổi, nhưng cậu đã có tận 2 năm đón Giáng sinh một mình. Đang vô gia cư thì cu cậu nhớ ra mình vẫn còn một ông chú. Thế là sau khi thoát khỏi lũ trộm, Kevin lại phải lặn lội đi tìm nhà chú để có một chỗ ngủ đêm nay. Nhưng thật không may, cả nhà chú đã đi vắng hết, căn nhà lại còn đang sửa, nên cậu quyết định ở lại công viên. Ít ra còn có thể bầu bạn với một người vô gia cư nào đấy, hoặc mấy chị xinh đẹp này. Trong trường hợp cậu mang đủ tiền và trời không phụ lòng người, cậu gặp được một bà lão trong công viên. Đó chính là bà lão đáng sợ mà cậu gặp hồi sáng, không hề giống như vẻ ngoài. Bà có vẻ là một người thân thiện và ấm áp cùng với đám bồ câu, ít nhất là có Kevin nghĩ vậy. Nhưng chính xác là như vậy, vì có ai lại quan tâm đến một bà lão vô gia cư bẩn thỉu trong công viên cơ chứ. Kevin có vẻ khá thích đám bồ câu, và bà lão cũng đang cần người bầu bạn. Bà lão hỏi cậu có muốn một shot tequila và nghe nhạc Frank Sinatra ở nhà hát thành phố không. Nhưng với Kevin thì một ly cacao nóng không đường là đủ ấm người. Hai bà cháu ngồi tâm sự. Bà lão, một người có trái tim tan vỡ từ lâu, luôn tin rằng bản thân sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc cho đến cuối đời. Còn Kevin, một cậu bé 9 tuổi, với kinh nghiệm 2 năm đón Giáng sinh một mình, thì cho rằng cảm xúc cũng như một đôi giày đẹp, để lâu ngày mà không đi thì sẽ hỏng từ lúc nào không biết, và không ai có thể khép mình mãi. Vấn đề của Kevin thì lại khác. Cậu ước mơ có một cuộc sống một mình, nhưng có vẻ nó không được vui như cậu nghĩ. Thứ duy nhất cậu nhận ra khi sống ở đây là phòng ở New York hơi đắt. Sau khi đọc hết mớ thoại deep shit được biên kịch mớm cho, cũng đã đến lúc cả hai chia tay nhau. Kevin chào tạm biệt bà lão và rời khỏi nhà hát, tiếp tục lang thang trên đường phố New York. Cậu bất chợt đi qua bệnh viện nhi. Ông chủ cửa hàng đồ chơi nói sẽ quyên góp hết lợi nhuận ngày hôm nay vào đây. Linh tính mách bảo cậu cần phải làm gì đó, vì Ma và Harry nói sẽ cướp cửa hàng đồ chơi của ông tại Miami. Kate và Peter đang vô cùng lo lắng cho thằng con báo đời, thì một cuộc điện thoại gọi tới từ phía cảnh sát New York thông báo rằng đã tìm thấy Kevin. Nhưng trong cái rủi lại có cái xui. Kevin đã rời khỏi khách sạn The Plaza, nên nói chung là cậu vẫn bị lạc. Cả đại gia đình tức tốc đặt vé máy bay tới New York, tới khách sạn. Bà Kate vô cùng bức xúc. Khách sạn hạng sang ai đời lại để cho một thằng bé 9 tuổi thuê phòng, mà quên mất rằng bố mẹ thương con ai đời lại để lạc mất quý tử sang hẳn New York. Trở lại với Kevin, tại ngôi nhà đang sửa của ông chú, một kế hoạch đã được lập ra trong phút mốt. Tận dụng mọi đồ đạc có trong nhà để lập một cái bẫy, sau đó tới cửa hàng đồ chơi dụ mấy tên trộm. Ma và Harry thì đang mải vơ vét hết tiền của quầy thì Kevin chạy tới, chụp một po ảnh làm bằng chứng, sau đó ném vỡ cửa kính kích hoạt chuông báo động. Hai thằng trộm tức tối đuổi theo, và thế là chúng vào trong. Harry biết chắc chắn thằng ôn con này kiểu gì cũng sẽ giở trò, liền lên tiếng giảng hòa để xin cái máy ảnh. Giảng hòa này thì hòa này, hòa hòa này. Ba viên hòa vẫn không hạ gục được Marv, vậy thì 4 viên. Hai thằng trộm cay lắm, nhưng mà đâm lao phải theo lao, bèn đuổi theo Kevin vào tận trong nhà. Marv đi cửa trước, Harry đi cửa sau. Cửa nào thì cả hai vẫn bị thông as như thường, vì Kevin đã đặt sẵn bẫy ở đó. Marv ăn ngay 3 phát dập ghim, còn Kevin thì dập mông, sau đó ăn ngay một cái dập mặt khi vừa bước vào. Chưa kịp hoàn hồn sau cú vừa rồi thì Marv tiếp tục ngã dập bi vì cái sàn nhà được bôi trơn, nhưng thế vẫn là chưa đủ hạ gục đối phương. Kevin làm một cú chốt hạ, dụ hai tên kia ra ngoài bằng sợi dây thừng tẩm dầu, làm một mồi lửa kết thúc round 1, không quên gọi điện báo cảnh sát trước khi bước vào round 2. Nhưng thật không may, Kevin bị tóm được trong lúc chạy trốn. Súng đã lên nòng, cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng bà lão bồ câu lại xuất hiện cứu nguy cho Kevin chạy trốn. Đúng lúc đó cảnh sát xuất hiện, Ma và Harry bị tóm gọn. Cùng lúc đó, Kate vẫn một mình chạy khắp thành phố New York để tìm Kevin. Tìm một hồi và biết mình đang mò kim đáy bể, nên cô quyết định ngồi xuống động não, xem liệu với tính cách của thằng con báo đời thì cu cậu sẽ đi đâu. Tại trung tâm thương mại, nơi đây có cây thông Noel to nhất thành phố. Kevin đang đứng đó một mình, cùng điều ước được gặp mẹ gửi tới ông già Noel. Cầu được ước thấy, mẹ cậu xuất hiện ngay trước mặt và nói lời xin lỗi với Kevin. Cả hai trở về khách sạn đoàn tụ với gia đình McAllister. Cả nhà trải qua một mùa Giáng sinh ở khách sạn The Plaza, cùng với những món quà Giáng sinh được gửi tới bởi ông Duncan, như một lời cảm ơn tới cậu bé Kevin về những gì cậu đã làm đêm hôm qua. Không những thế, Kevin còn nhận được món quà Giáng sinh từ Buzz, lời xin lỗi về trò đùa nghịch ngợm lần trước. Cả nhà vui vẻ bên đống quà. Chợt Kevin nhớ ra vẫn còn một người quan trọng chưa được nhận quà, đó chính là bà lão bồ câu. Cậu mang theo cặp cu gáy chạy tới công viên, đặt vào lòng bàn tay bà một con, cậu giữ lại một con, tượng trưng cho tình bạn của hai người.
nhưng khung cảnh ấm áp của hai bà cháu sớm bị cắt ngang bởi tiếng hét của Buzz, người vừa nhận được hóa đơn tiền phục vụ phòng lên tới gần 1k đô của Kevin. Đó là toàn bộ Home Alone, Lost in New York, một bộ phim dành cho những ngày đoàn viên năm mới. Tiện đây thì xin chúc anh em viewer một năm mới tràn ngập niềm vui, luôn ủng hộ The Reviewer để chúng tôi sớm đạt 1 triệu sub. Tôi Quản Quại, xin chào và hẹn gặp lại.